Xin chào, chúng tôi là Trung Trình Audio. Tôi đang có mặt tại gian hàng trưng bày sản phẩm của Trung Trình Audio. Ở đây chúng tôi có rất nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng của thế giới như là Toa của Nhật hay là Bosch của Đức. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu cho các bạn một hệ thống hội thảo cơ bản dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là một hệ thống cơ bản như vậy thì nó sẽ bao gồm những gì nhé. Tôi đang mở hộp của một hệ thống loa hội thảo sử dụng dây kết nối có tên là CZ Ultra hay còn gọi là CZ900. Thiết kế của CZ900 thì mang tính đột phá của Bosch, lấy cảm hứng từ phi thuyền. Loa chính được đặt ở trung tâm, hai bên là hai rắc cắm tai nghe và nút điều chỉnh âm lượng. Ở phía sau là biểu tượng logo và rắc cắm kết nối với các bộ mic với nhau. Bộ mic bao gồm hai loại là mic chủ tọa và mic đại biểu. Mic chủ tọa thì có thêm nút ấn cho phép ngắt lời mic đại biểu khi đang nói. Hệ thống mic được kết nối với nhau bằng rắc cắm chuyên dụng, được thiết kế chống nhiễu và có độ bền rất cao. Hệ thống hội thảo CCS900 có thể mở rộng phạm vi kết nối đến 150 máy trong một phòng họp. Đây là trên tay tôi đang có là một bộ điều khiển trung tâm của CCS Intro. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cụ thể hơn về cái hệ thống điều khiển này nó bao gồm những cái gì nhé. Đây là bộ điều khiển trung tâm của CCS900, được thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng, phù hợp cho các phòng họp không có phòng điều khiển riêng biệt. Hai nút jack cắm cấp nguồn điện cho mic sử dụng cáp DDIN7 chân. Đây là cổng để kết nối với mic ngoài, mic không dây. Bốn jack đỏ trắng đầu tiên là dành cho ghi âm hội thoại. Cổng cắm loa ngoài, cổng kết nối điện thoại, cổng chèn thiết bị ngoại vi, nút tắt mở nguồn, ổ cắm điện tiêu chuẩn 220V AC, tiêu chuẩn châu Á. Ở núm xoay đầu tiên, xoay bên phải từ 1 đến 4 lựa chọn cho nhiều đại biểu nói cùng một lúc. Chế độ cướp mic đại biểu chỉ cho phép một mic mở, mic 2 sẽ cướp quyền mic 1. Chế độ chỉ sử dụng cho mic của chủ tọa. Chế độ test kiểm tra micro. Bên trái là chế độ tự động ngắt sau 30 giây và số lượng sử dụng cho các đại biểu. Núm giữa là điều chỉnh âm lượng cho tai nghe micro. Ở núm thứ 3 là sử dụng cho loa kiểm âm cho bộ điều khiển trung tâm. Rắc cắm ngoài dành cho người điều khiển trung tâm.